Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Enter Toku. Tập phim thứ 30 của Kamen Rider Gốt Cha đã lên sóng, và sau đây là toàn bộ diễn biến của tập phim. Vào ngày đầu tiên của năm học mới, Hataro rất phấn khích khi đã trở thành một học sinh năm cuối. Cậu ấy cũng vui mừng khi tiếp tục được cùng lớp với Rinne, không quên bày tỏ chút thái độ với người bạn thân của mình là Ryo. Thầy Minato tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp của Hataro và thầy ấy xuất hiện để giới thiệu một học sinh mới vừa chuyển trường đến, đó là Tsumo Sena. Hóa ra cô ấy và Hataro chính là cặp bạn thân thuở nhỏ, từng lớn lên cùng nhau và cô ấy nói rằng, việc họ gặp lại nhau như thế này chính là định mệnh. Trên sân thượng, Ryo tiết lộ rằng cậu ấy vẫn còn giữ liên lạc với chị Hijiri, kể từ lần họ gặp nhau ở Kyoto. Hataro rất vui khi bạn thân của mình đang cảm thấy rất hạnh phúc, trong khi Ryo cũng muốn Hataro có thêm kinh nghiệm về tình yêu, vì vậy cậu ấy hy vọng Hataro sẽ sớm rơi vào lưới tình. Rinne chạy đến định tham gia cùng họ, nhưng Sena đã đến trước một bước và bắt đầu thể hiện những cử chỉ đáng yêu. Điều này cũng không làm cho Rinne cảm thấy thoải mái. Trong khi đó, Atropo đang xem lại những thời khắc cuối cùng của ngài Gerion. Những con búp bê xung quanh cảm nhận được sự oán hận mà ngài ấy đã để lại và hứa sẽ tìm cách rửa sạch mối hận này. Atropo sử dụng khối hoàng kim lập phương để kết hợp bốn con búp bê tạo ra nhân dạng bí ẩn với chiếc mũ che mặt. Sau đó, truyền thẻ Blyjamot vào người nó, biến họ thành một Mammoth Mangam. Mangam nói rằng những oán hận của ngài Gerion sẽ tiếp thêm cho họ sức mạnh, mang đến cho bọn Kamen Rider mùi vị thê lương của cái chết lạnh lẽo. Atropo thề sẽ trả đủ mối thâm thù này cho những kẻ đã cướp đi người mà cô ta quan tâm nhất. Ở học viện, thầy Minato bắt gặp Kyoka và Lakeship đang nghiên cứu các Chemi tại đây. Kyoka nói cô ấy đã thuê Lakeship làm trợ lý, vì dù sao thì cô ta cũng không còn chỗ nào để đi. Thầy Minato cảm ơn vì vào thời điểm đó, nhờ có Lakeship mở ra cánh cửa dẫn đến vương quốc Ouroboros, anh ấy mới có thể cùng các học sinh của mình đảo ngược tình thế. Lakeship nói rằng bản thân cô mới là người phải cảm ơn vì họ đã giúp cô tiêu diệt Gerion. Ngay lúc đó, Lothar bất ngờ xông vào, nói rằng đây là cơ hội cuối cùng để Lakeship quay về. Nhưng Lakeship từ chối, nói rằng bản thân vẫn không quên khoảnh khắc lúc Atropo gần như giết chết cô ấy. Cô ấy biết Atropo sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã phản bội, dù cho Lothar hứa sẽ đứng ra thay cô van cầu sự tha thứ. Lakeship cố gắng giải thích với Lothar rằng Atropo không giống như hai người họ, và sự tha thứ là không thể. Điều đó khiến Lothar khẳng định chính Minato và Kyoka đã tiêm nhiễm những niềm tin lệch lạc vào tâm trí của Lakeship. Cô ấy sử dụng ba thẻ bài là Reply Simliner, Reply Unicorn và Reply Daihoni để biến thân thành hình thức Kamen Rider Red Tigri, tuyên bố sẽ xóa sổ cả hai để cướp cô em mình trở về. Supana cũng xuất hiện và nói rằng anh ta không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với lũ quái dị bọn họ, nhưng nếu bọn họ dám đe dọa đến những người thầy của mình, thì nhất định sẽ lãnh đủ. Supana biến thân thành Kamen Rider Vanvarak và giao chiến với Lothar trong gara. Lothar tự tin với bộ giáp của mình và chắc chắn rằng thứ mà ngài Gerion từng khoác lên người sẽ không bao giờ bị đánh bại. Nhưng bất ngờ, sự mất kiểm soát của Red đã xảy ra, khiến Supana có cơ hội tung đòn áp đảo. Thầy Minato nói rằng, việc biến thân thành Red đã là một sức ép vô cùng lớn, nói chi đến việc truy cập đến thức thứ ba, thì người sử dụng sẽ chịu sức nặng khủng khiếp như thế nào. Lothar từ chối thua cuộc và triệu hồi ra vũ khí là một cây chùy khổng lồ. Vanvarak hiện tại trở nên vô cùng linh hoạt, trước một Red nặng nề, anh ấy tung một đòn bắn ép Lothar phải hủy biến thân. Nhưng trước khi Supana có thể trực tiếp kết liễu Lothar, thì Lakeship đã xuất hiện và che chở chị của mình. Cô ấy yêu cầu Supana ngừng gọi bọn họ là lũ quái dị và nói rằng bản thân cảm thấy có chút tổn thương khi nghe điều đó. Lakeship quyết tâm không tránh ra dù Supana chuẩn bị kết liễu cả hai đến nơi. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cô Kyoka nhờ thầy Minato sử dụng thuật giả kim để tạo ra một màn sương mù mang tất cả rời đi, để lại Lothar một mình hét lên trong sự phẫn uất. Trở lại trường học, Hataro và Rinne đang thích thú với buổi biểu diễn của các thành viên trong nhóm nghiên cứu hài kịch là Suzuki và Takashi. Sự duyên dáng của hai thành viên khiến cả hội trường tràn ngập tiếng cười. Tuy nhiên, Sena có vẻ như rất buồn khi nhìn thấy Hataro và Rinne nói cười với nhau một cách vui vẻ. Tiếp theo là lượt trình diễn của Mikuria Tsukuru, đến từ câu lạc bộ kịch. Mikuria cố gắng mời tất cả mọi người tham gia câu lạc bộ của mình, rồi bất ngờ quỳ gối xuống cầu xin khiến cả hai có chút lo lắng. Sau buổi diễn, nhóm Hataro quyết định đến câu lạc bộ kịch để kiểm tra Tsukuru xem cậu ấy có ổn không. Tsukuru giải thích rằng khi còn học trung học, cậu đã vô tình xem được vở Romeo và Juliet và cảm thấy rất thích nó, điều đó thôi thúc cậu tham gia vào câu lạc bộ này, và việc thực hiện vở Romeo và Juliet luôn là ước mơ của bản thân. Nhưng tất cả các thành viên khác đều đã từ bỏ, chỉ còn mình cậu ấy. Và nếu không thể tuyển thêm 5 thành viên nữa, thì trường sẽ giải tán câu lạc bộ. Tsukuru không muốn điều đó diễn ra, nhưng cậu ấy cũng không biết cách để tìm được đủ người. Hataro tuyên bố sẽ giúp Tsukuru tìm đủ 5 thành viên để có thể hoàn thành ước mơ, khiến Tsukuru vô cùng vui sướng. Cậu ấy nghĩ rằng Hataro nên đóng vai Romeo, và sau một chút do dự ban đầu, thì Hataro cũng đồng ý. Ryo nghĩ rằng bản thân hoặc Rinne sẽ đóng vai Juliet, nhưng trong lúc Rinne vẫn còn đang lưỡng lự thì Sena xuất hiện, và nói cô ấy sẽ thực hiện điều đó. Sena vui vẻ khoác tay Hataro mặc cho Ryo cứ khăng khăng rằng, cậu ấy cũng muốn đóng vai Juliet. Trong khi đó, đứng nhìn khung cảnh trước mắt, khiến Rinne có chút không vui và tiếc nuối.
Tại nhà hàng Ichinose, bốn người bạn tiếp cận hai tiền bối là Sabima và Renge để mời họ tham gia vở kịch. Rinne nói rằng, họ đã xin phép thầy chủ nhiệm là thầy Minato để cấp phép cho cả hai tham gia dù họ đã không còn là học sinh trung học nữa. Sabima và Renge đồng ý giúp đỡ, nhưng Renge vẫn chưa biết câu chuyện về Romeo và Juliet là gì, vì vậy Tsukuru đã giải thích cặn kẽ câu chuyện đó cho họ, khiến Sabima, Renge và Rio đều khóc vì quá cảm động. Romeo và Juliet là câu chuyện về số phận của hai người yêu nhau từ lần gặp đầu tiên, nhưng lại bị hai gia đình có mối thâm thù ngăn cấm. Họ quyết định bỏ trốn, nhưng sau cùng thì Romeo đã tự vẫn bằng thuốc độc khi hiểu lầm rằng Juliet đã chết. Và khi Juliet phát hiện ra vấn đề, thì cô ấy cũng tự kết thúc cuộc đời mình bằng một con dao găm. Sự bi thương và tình yêu quá đỗi mãnh liệt của cả hai đã trở thành nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật ra đời. Mẹ Hautaro nghĩ rằng Rinne sẽ đóng vai Juliet. Tuy nhiên, Senna bất ngờ xuất hiện và tuyên bố mình mới là Juliet. Bà Tamami nhanh chóng nhận ra Senna vì cô ấy rất hay ghé nhà Hautaro chơi lúc nhỏ. Thậm chí, Senna còn nhắc lại lời hứa của mẹ Hautaro rằng cô sẽ trở thành cô dâu của cậu ấy trong tương lai. Hautaro ngại ngùng cho rằng lúc đó họ chỉ là con nít, nhưng Senna đùa rằng cô ấy vẫn chưa hề thay đổi ý kiến. Sabima nhận ra sự tương quan giữa tên của Ichinose và Tsukumo, chính là số 1 và 99, khi kết hợp lại với nhau sẽ trở thành 100, một con số quá đỗi hoàn mỹ. Senna đề xuất cả hai nên thực hiện một cảnh hôn, và ý tưởng này khiến Rinne khó chịu. Hautaro nghĩ rằng điều đó hơi xấu hổ và họ vui vẻ trêu chọc nhau. Rinne nhìn thấy khung cảnh trước mắt, vô cùng không thoải mái sau đó quyết định bỏ ra ngoài. Cô ấy chạy đến một công viên và ngồi trên xích đu, tay nắm chặt con tim. Ngay lúc đó, Senna cũng đến và hỏi liệu Rinne và Hautaro có đang hẹn hò hay không. Senna muốn làm sáng tỏ một số điều, khi nhận thấy Hautaro và Rinne đeo những chiếc nhẫn có hình dáng giống nhau và nghe nói về việc bọn họ thường xuyên ra ngoài cùng nhau sau giờ học. Rinne nói họ không phải mối quan hệ giống như cô ấy đang nghĩ, và điều đó khiến Senna rất vui, khi nghĩ rằng giờ có thể tự do theo đuổi Hautaro một cách thoải mái. Đột nhiên, Atropo bước đến và trêu chọc Rinne rằng, sự tự tin dạo gần đây của cô ấy đâu mất rồi, sao giờ đây, Rinne lại trở về với bản thể cô đơn tệ hại lúc ban đầu. Mangam bước đến và Atropo ra lệnh cho nó thỏa sức giết chóc để trả thù cho ngài Gerion. Rinne bảo Senna mau chạy đến nơi an toàn, nhưng Atropo đã xích cô ấy lại, nói rằng chính Rinne đã nhờ cô ta làm vậy vì Senna là một kẻ cản trở. Senna cho rằng Rinne đã ghen tị nên mới thực hiện trò này, và khẳng định bản thân rất ghét Rinne dù Rinne đã cố gắng giải thích rằng, đó chỉ là lời nói dối thâm độc của ả Atropo. Mangam đóng băng Senna ngay lập tức và Atropo khẳng định tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Rinne nên cô ấy cũng phải chết. Mangam nhanh chóng lao vào tấn công, nhưng Rinne cũng biến thân và họ chiến đấu. Tuy nhiên, những lời nói của Senna vẫn vang vọng trong đầu khiến cô ấy bị phân tâm. Những khoảnh khắc vui vẻ giữa Senna và Hautaro đồng loạt ùa về, khiến Rinne không thể chiến đấu mà chỉ có thể trốn chạy khỏi các đòn tấn công. Atropo tiếp tục trêu chọc khi thấy Rinne ngày càng trở nên lúng túng trong trận chiến. Hautaro hối hả chạy đến và biến thân để bảo vệ cô gái của mình. Cậu ấy lo lắng muốn biết Rinne ngay lúc này có đang ổn không, nhưng cô ấy chỉ tay vào Senna hiện tại đang đông cứng khiến Hautaro sững sờ. Cả hai Kamen Rider dường như không đủ sức để đối đầu với Mangam. Rinne bị ép phải hủy biến thân và cô ấy đau đớn tự đổ lỗi cho bản thân vì tất cả những rắc rối này. Atropo tuyên bố đã đến lúc trả thù cho ngài Gerion, người bố thân yêu của cô ta. Và điều Atropo vừa tiết lộ khiến Rinne nổi da gà vì sốc. Hautaro che chở cho Rinne khỏi đòn tấn công của Mangam, khiến một phần cơ thể cũng đóng băng. Atropo tiếp tục buông lời thao túng, nói rằng trái tim của Rinne từ trước đến nay vốn dĩ vẫn vô cùng yếu đuối, tất cả chỉ là do cô ấy tự lừa dối bản thân rằng mình mạnh mẽ mà thôi. Cho nên, đó chính là lý do tại sao tất cả mọi người mà Rinne yêu quý đều sẽ phải chết. Những câu nói đó đã thực sự hiệu quả, khi bắt đầu khiến Rinne nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là do sự yếu đuối của cô ấy mà ra. Và đó là toàn bộ diễn biến của tập phim thứ 30. Hãy like, share và follow kênh Enter Toku để xem thêm nhiều video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.